Thưa vụ xin được gửi chào tới tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp nhau trong cái bản tin ngắn để giới thiệu với quý anh chị nhà đầu tư một cái kỳ đầu tư trong 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 trung hạn. Hôm nay cái cổ phiếu mình muốn nói đến đó là cái cổ phiếu VGT. Đó là tổng công ty tập đoàn về dệt may của Việt Nam. Về các cái thông tin cơ bản thì mình xin phép được gửi đến quý anh chị và đầu tư trong một cái clip khác. Còn các bạn có thể hoàn toàn có thể đọc những cái thông tin về VGT, một cái cổ phiếu có những cái game thoái vốn của nhà nước trong cái giai đoạn tiếp theo. Hiện tại nó đang giao dịch ở cái mức giá quanh cái vùng 28. Với VGT thì chúng ta chú ý là VGT đã có một cái nhịp đánh từ giai đoạn tháng 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 10 trở đi, tức là nó đã tăng từ giai đoạn từ vùng 19 đến cái vùng 25 26. Đây là một cái nhịp đánh đầu tiên của VGT, và trong cái quá trình tích lũy ở trên cái vùng đỉnh này thì hiện tại VGT đang có le lói những cái tín hiệu, và cái tín hiệu rõ ràng nhất của VGT khi đó là sẽ là một cái phiên nó đánh qua cái vùng đỉnh, tức là vùng 28.5 đến vùng 29, thì đây sẽ là một cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm trong cái nhịp tiếp theo dành cho một cái nhịp trung hạn. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì VGT đã có dòng tiền vào sau một cái khoảng thời gian gọi là đi ngang với một cái biên độ hẹp dần, hay là mô hình VCP ở đây. Thì chúng ta chú ý khi mà VGT đánh bứt qua khỏi cái vùng đỉnh 28.5 đến vùng 29 thì đây sẽ là cái điểm mua hết dành cho quý anh chị nhà đầu tư. Còn hiện tại quý anh chị nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở mua vị thế quanh cái vùng giá 28. Thì cái nhịp này thì mình đánh giá VGT sẽ bắt đầu đánh một cái nhịp thứ hai, và cái target của VGT thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể đo được cũng với một cái tỷ lệ tương đối là ổn. Đâu rồi? Fibo rồi. Một cái nhịp đánh tiếp theo của VGT thì cái target của chúng ta sẽ là hướng đến cái vùng 35. Vùng 33 và vùng 35, quanh 32 và 35 sẽ là hai cái target mà chúng ta hướng tới trong cái nhịp tiếp theo. Thì nếu mà ngắn hạn thì chúng ta sẽ cùng chốt quanh cái vùng giá 32 33, còn target dài hạn chúng ta sẽ là dùng vùng giá 35. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái khi mà nó ở trên cái vùng đỉnh thì cái vol của nó đang bắt đầu nó siết chặt lại dần này. Thì hiện tại trong phiên ngày hôm nay thì đã có le lói dòng tiền vào, thì đây là cái tín hiệu đầu tiên này cho chúng ta sẽ chú ý con VGT. Còn về cái khung dài hạn hơn thì chúng ta chú ý là VGT thì sẽ tích lũy chặt lại bắt đầu từ tuần tiếp theo, tức là hết cái tuần sau thì VGT sẽ bắt đầu tích lũy chặt lại trong cái khung dài hạn, thì đây sẽ là cái động lực dành cho VGT trong cái nhịp dài tiếp theo. Còn nhịp ngắn thì chúng ta chú ý đã chặt chẽ rồi và chỉ cần một cái phiên dòng tiền vào và nó bứt đi, nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy được cái nhịp trước là đã có những cái cây mà nó đã đánh đánh lên này, nhưng mà không đánh được lên thì đang có một cái nhịp gọi là test trả ngược lại, và hiện tại vẫn đang giữ được những cái vùng 26 đang khá là đẹp, thì chúng ta có thể lưu ý đối với lại VGT trong cái giai đoạn tiếp theo. Các bạn hoàn toàn có thể mở mua vị thế quanh cái vùng VGT, thì có thể mua vị thế quanh cái vùng 28 28 mua hết 28 mua hết ở vùng 29, cắt lỗ của chúng ta sẽ đặt ở vùng 26, target một sẽ là vùng 32 và 33, target 2 sẽ là ở vùng 35. Đây là cái sơ đồ của chúng ta sẽ dành cho con VGT trong giai đoạn tiếp theo. Anh quý anh chị có thể tham khảo đối với lại cái chiến thuật của cái mã VGT này trong cái giai đoạn tiếp theo. Còn hiện tại thì cây này thì chúng ta đã bắt đầu có những tín hiệu đầu tiên, có thể là nó sẽ tiếp tục nó siết đèn ở đây trong cái tuần tiếp theo. Tuy nhiên thì đây để đánh một cái nhịp trung hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu mà mua quanh cái vùng giá này. Mình xin phép được dừng cái bản tin ngắn này đây. Rất mong quý vị anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Thủy Vũ cũng như ITP trong những cái bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.